cánh lim về được à, có những có tầm nhìn. Nami có mặt ở phía sau, cuộc vui sinh ngay lập tức được kích hoạt, lao vào tấn công vào người của cánh lim, thêm một đòn bắn nữa thành công dành cho Sally, double kill. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tiếp tục theo chân Faker ở trong khu vực rừng, người được mệnh danh là đứng toàn năng của mấy chủ thách đấu siêu cấp Trung Quốc, để coi cái màn trình diễn con Kindred, con tướng tủ của ta sẽ là như thế nào. Chúng ta hãy cùng đi thôi nha. Ok anh em, ngày hôm nay thì Sally rẽ ngói luôn rồi. Tóc đang trường ác. Hôm nay thì Sally sẽ chơi con tướng tủ anh em ha. Kindred đối đầu cùng với một con tướng tủ khác, đó chính là con Ken. Rồi cái cách khởi đầu vòng rừng khá là quen thuộc của Sally, ăn bùa đỏ, kéo con đá qua phía bên kia và sau đó trừng phạt luôn con đá sớm, tại vì hồi nãy được cặp boss giúp cũng nhiều anh em. Ăn lên nửa trên ha. Cái đặc thù của Sally là hiện tại ít tìm kiếm thông tin ở map anh em, mà chỉ lia con mắt vào cái bản đồ nhỏ mà thôi à, đó nên anh em sẽ thấy cái thao tác chuột của Sally cả. Chủ yếu dọn rừng của mình trước cái đó. Mid đang bị đẩy khá là rác ha. Top cũng đang bị đẩy ha. Cái thế mà top đẩy, mid đẩy như thế này có khả năng bị xâm lăng rừng đó chứ. Đối phương cũng đang làm con Ken nữa. Ok, farm sói yên bình nè, chưa có dấu hiệu gì nè. Trước đó thì khu vực mùa xanh cũng cắm mắt phòng ngự rồi, đến từ Rakas anh em. Khá là ưu tiên. Ui, phía bên kia có mắt nha. Fiora. Có thể con mắt đó là con mắt phần lớn thì đến từ Fiora. Talia bắt đầu di chuyển, Fiora bắt đầu di chuyển. Sally thấy không thơm rồi, đối phương đã bọc đầu, đó tình huống hắc map của Sally đó chứ. Nhưng vẫn bị quăng địa chấn, vẫn bị Ken áp sát. Và đó tình huống đẩy thiêu đốt của phía đội 2, Talia đầu tư luôn tốc biến, muốn có điểm hạ gục này, hai bấp dành cho Talia. Ok, Talia đầu tư khá là nhiều ha. Cả thiêu đốt, cả tốc biến nữa. Cái pha vừa rồi thật ra Sally vẫn hắc map đó anh em. Anh em thấy tự nhiên mà không có di chuyển qua cái bụi cỏ chặt bao. Sử dụng Wii vào phía bên kia mà Fiora lướt lên đó rồi. Đây đây, đang nói về cái tình huống đó nè. Ok, với việc Talia mất đi cho mình đó là phép hỗ trợ, nhưng mà bù lại thì có hai búp, vẫn có khả năng đẩy đường. Hơi khó nhờ. Con cua dưới là hơi khó rồi đó. Đường boss cũng đang bị đẩy như thế này. Như vậy chắc là găng thôi ha. Tận dụng một khoảng thời gian trống nho nhỏ khi mà con Ken nó đang uài. Ken dứt điểm con cua nhanh thế nhò. Vẫn đang còn hai con mắt, một cắm phía trước, một cắm phía sau. Xem tình huống giao tranh 3v3. Gắn sói vào rồi chứ, tấn công uài. Ken không qua phía bên kia được vách đá, và Ken đã bị hạ gục. Quay ngược trở lại, tấn công tiếp vào người của Lulu. Sát thương dứt điểm đến từ Nami. Vẫn đang có bùa đỏ dí theo. Nhịp độ chết người. Bật 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 bật. Talia có mặt kịp thời hỗ trợ cho Caitlyn ha. Chuber mặc dù bị tấn công ở thời điểm trước, nhưng mà với tình huống giao tranh rất là hay ở khu vực dưới ở trong pha thi đấu vừa rồi. Đặc biệt là cái khả năng gây sát thương để khiến cho Ken nó bị khựng lại khi mà nó sử dụng bộ anh em. Nami cũng đánh tốt ở trong pha đó nữa. Ok, đỡ được cái phần nào đó chứ. Nhưng mà pha vừa rồi mà BK thua nữa là chắc là lĩnh hấp cơm luôn á. Tại vì nếu pha đó mình giao tranh thua, con Ken nó, con Ken ván này có khả năng lên Ken sát thủ được nha. Rồi, đang binh ra khu vực đường giữa anh em ơi. Nhưng mà mana của Mazaha hết rồi. Talia chưa hồi lại lát, nhưng mà Mazaha này có chơi được không? Sắp 6 chưa? 6 bây giờ chỉ cần lên 6 hồi lại năng lượng. Nắm đầu của Talia cho Sally giết là ok. Cái quay 5 phút đó anh em, là cái quay mà những người chơi đường đơn có thể lên 6. Thì anh em mất khoảng chừng vài chục giây nữa để có thể dọn dẹp cái quay 5 phút đó. Nếu mà anh em dọn tốt thì khoảng chừng 5 phút 20 mấy giây, 5 phút 3 mấy giây là anh em sẽ lên được cấp độ 6 ha.
Thì anh em cũng đã biết rồi á, cái phiên bản cập nhật từ mùa giải á, thì cái sự thay đổi khá là lớn về cái mặt kinh nghiệm ở đường đơn á nè. Được thêm 2,18% thì phải. Thì nó khiến cho cấp độ 6 nó sẽ đến sớm hơn một quay lính so với ngày xưa. Tìm mà đây. À bây giờ để cho đếm đếm bộ đếm của Sally, đếm con cua. Bây giờ chờ cho con cua có đồng nguyên ứng nha. Đây rồi, nice. Ây da, ây da, à, không có trừng phạt. Gắn sói vào người của Ken. Đó, tình huống Ken nó quá khó chịu, cấp độ 6 luôn rồi. Bộ di chuyển áp sát đánh thường, quy tấn công không vào đủ tầm để có thể nhập quay ngược trở lại tấn công vào Mazaha. Mazaha đã sử dụng cho mình đó tốc biến. Ken đánh ác thực sự. Ken này lên dây thép gai thì có thể hướng tới anh Ken đỏ rồi anh em. Nhưng mà nãy giờ Ken nó va chạm với lại tướng đánh xa không à? Chắc là vẫn lên Ken xong chứ nhỉ. Hơi nhỏ cho Sally là cái con cua có đồng nguyên vừa rồi thì không được ăn. Thật ra khi mà chơi con Kindred thì nó có một cái tip and trick đó nè. Để mình ở ngay cái vòng rừng đầu tiên, ngay từ cái vòng cua đầu tiên hai con thì chúng ta được sở hữu cả hai cái đồng nguyên ứng nếu như mà vô cái thế đẹp. Anh em nào chưa biết cái trick đó thì anh em có thể comment phía bên dưới nha. Cái trick đó thì nó phải vô cái thế đẹp anh em. Lên thắng đồ này nọ các thứ. Với lại thêm phần may mắn nữa. Nhưng mà nếu mà mình có quá nhiều lợi thế thì mình có thể tận dụng cái ưu thế thêm được hai cái đồng nguyên ứng cũng chưa bơ lắm ha. Rồi nãy giờ thì cái nội tại của Sally thì gắn vô người của Talia. Đang muốn khai thác anh em. Talia chắc phải nhưng mà bây giờ có tốc biến rồi. Mazaha mới mất tốc biến. À pha này gắn khó nha. Đâu để coi Talia nó có fail sai lầm thì bị nắm đầu. Lao vào, gắn sói, làm chậm. Bị trúng viên gạch. Một lần nữa Ken có mặt kịp thời để có thể hỗ trợ. Quá khó chịu đến từ Ken rồi. Đầu tư luôn tốc biến. Nắm đầu đi nào. Nắm đầu, nắm đầu. Cái pha vừa rồi Sally đã chủ động tốc biến ra phía bên xa để giữ cự ly với lại con Talia. Ông Mazaha hết năng lượng à. Nắm đầu dồn sát thương, dồn chết không ta? Anh em để ý là Sally có binh là đang đánh đi, đánh tiếp á. Rồi ok, cố gắng ra khai thác ở khu vực giữa nè. Ui, quăng địa chấn đẹp quá. Ép cho Sally phải sử dụng cái cuộc cứu sinh, cái bất lợi của Sally là đòn đánh của trụ. Quả đầu. Anh tính là anh giết xong, anh giật ra anh có cù cứu sinh. Trụ đánh lúc đó anh sẽ bật cù cứu sinh. Ok. Nhưng mà ông ta Liam Gia ông quăng địa chấn ác quá. Hai pha xử lý bị đập vô cái đầu của Sally nha. Ken đánh tốt nha, Talia đánh rất tốt nha. Ok, nhưng mà bây giờ thì dù sao thì vẫn farm ổn ổn hai mảnh của cái mốc diệt thị quái. À, binh rất nhiều vào con sứ giả ha. À, nhưng mà Ken xuất hiện khu vực đường trên rồi. Lụm thêm sát nữa với lại Fiora trong tình huống tấn công vào Ragas. Mazaha binh lại đây. Lại ở đây bắt ông Ken nè. Rồi ok, đứng chờ trong bụi. Thấy ông Ken ở trên bản đồ nhỏ, ông di chuyển xuống cánh dưới rồi anh em ơi. Ok, đứng im. Đây rồi. Ây da. Ây da, đây rồi. Ok. Mày chạy nữa đi. Nice ơi. Tưởng ông Ken hắc nắp. Nhưng mà nãy ông vô ông chích màu xanh coi có không. Ok, ông thấy không có cái ông chạy ra ông bị lụm luôn á chứ. Rồi có được con sứ giả nè.
Về nhà ăn xuống cánh dưới ha. Bây giờ đẹp nhất là farm 3 bãi xong rồi tự nhiên là 3 vs 3 ở công trình dưới thắng. Tận dụng con sứ giả là nó sẽ trở thành cái bước ngoặt. Khúc này thì Lucian cũng móng lớn rồi. Nami với lại Kindred được cái thứ này nữa. Có khả năng chăm sát thương được nha. Ở bên kia ăn rồng nhanh quá. Hơi thấp máu cơ, Lulu đang hơi thấp máu. Sức ép là có. Masaha chưa hồi lại chưa cuối. Nhưng phía bên kia Lucian vẫn đang tạo ra đủ sức ép để có thể dứt điểm được Lulu. Thành công rồi. Quay ngược trở lại, hỗ trợ cho Lucian ở trong cái dịp này. Dứt điểm được Ken thêm một lần nữa. Nice. 3-2-1 dành cho Sally. Di chuyển vào lụm con cóc anh em. Catelyn đang ăn cóc. Talia luôn à. Ôi, Catelyn ăn xong rồi chứ. Linh cũng đọc map được anh em. Linh cũng đọc map được. Ôi, một tình huống cố gắng để có thể hack não để cho Talia bấm về nửa chừng. À, thường là bấm về nửa chừng sẽ mất tập trung hoặc là window shopping. À, tiếp tục là tình huống tương tự là như vậy. Talia non. Ok, đai trụ không thì dưới không? À, Lucian vừa rồi mới chết rồi anh em ơi. Không phá mắt nha. Chỗ này không phá mắt. Chờ Lulu di chuyển ra cắm mắt rồi giết. Rồi, cánh Lin về được rồi. À, có, vẫn có tầm nhìn. Nami có mặt ở phía sau. Cuckoo sinh ngay lập tức được kích hoạt. Lao vào tấn công vào người của Caitlyn. Thêm một đòn bắn nữa thành công dành cho Sally. Double kill. Và xử lý đánh hai cái xong lộ quy ha. Có Cuckoo sinh. Nice. Rồi ván này thì ủa như vậy là lên theo kiểu shock down với một cái súng hai tặc món trang bị thứ hai chứ không còn là những món trang bị như rìu đen nữa này. Ván này thấy có thể là đối phương cũng mỏng cơ. Bắt đầu mở hát map luôn rồi. Này hình như là chắc là một dạng trả kèo gì đó ở trong cái platform. Linh hay gọi vui là kiểu dạng hát map, mở hát map lên. Talia vẫn đang rất xanh anh em ha. Nhưng mà cái xét về lớp công trình, cái khả năng đẩy đường đến từ bên phía của team Sally lại đang rất là tốt. Thậm chí là có được trụ khu vực giữa nè. Có nhiều những cái lớp giáp trụ ở đường trên và đường dưới nữa. Sally muốn bắt rừng đối phương. Masaha lại muốn ly lên đường trên để bắt Pyra. Sally tại vì vừa rồi Sally mới ăn cái bãi chim có đồng nguyên ứng nên đứng kêu Masaha đứng chờ chút xíu, kiểu gì Ken nó cũng vô, nó dọn, nó cố gắng nó dọn bãi chim để phá cái đồng nguyên ứng, kiểu là như vậy ha. Nhưng mà để coi tình huống này thì có thể tấn công được Pyra của đường trên, giữ chiêu rất tốt đến từ Masaha. Đó là tình huống không vội vàng để có thể tung một cái âm ti trói buộc, chờ cho đối phương xử lý mú mú trước cái đã. Và khi mà Fiora mất đi cái phản đòn thì đó thì cơ hội. Từ cái thế bị tấn công thì Sunny bây giờ xanh trở lại rồi anh em ơi. Kinh tế xanh rồi. Sunny rất là thích rất là thính ở trong cái khả năng mà kiểu dạng là liếm liếm mấy cái điểm hai gục. Hay nói chính xác hơn là cái khả năng B cao của Sunny khá là ok. Rồi điểm đồng nguyên ứng thứ 5 khi mà dứt điểm được con bùa đỏ này. Đại sư muốn có luôn điểm đồng nguyên ứng thứ 6 anh em, khi mà gắn cái nội tại vào người của Fira. Pha vừa rồi Sally anh em để ý thấy là Sally không lộn qua nha. Lộn qua thấy Fiora nó đang ăn bảy người đá, nó dồn sát thương đến từ cái đại thử thách thì cũng căng. Khi mà chỗ đó có mình Sally quyết định đến từ Sally là dừng lại một nhịp để cho rừng của mình. Và vẫn có được cái đồng nguyên ứng ở trong cái tình huống xử lý vừa qua. Ok chưa? Kiểu như anh em mình hay tò mò tập mạch đó anh em. Kiểu như muốn chiếm cái bụi đó trước á. Mà không định vị được con Fiora ở đâu trên bản đồ á. Thì anh em tưởng tượng là khi mà lộn qua một cái lần Fiora đứng chờ chỗ đó. Nó kích cái chiêu cuối 1.5 giây mà nó dứt điểm được 4 cái điểm yếu thì cũng hơi căng. Mình ăn cái lượng sát thương cũng lớn anh em, thì có thể là mất spell lúc đó thì không có cuộc cứu sinh của Sunny. Ok ha, lý giải thôi anh em, lý giải những cái pha
thao tác của Sunny thôi, anh em sẽ thấy có một cái sự chuẩn ở trong những cái tình huống xử lý về mặt kỹ năng của Sunny ha. Hoa sao sáng đó có thể là support là mid đối phương. Rồi, có một con mắt ở trong cái bụi này. Ôi, mắt đâu? Mắt cấm ra cùng thời điểm với lại mắt của Sally mà ta. À, Linh không để ý cái tình huống vừa rồi nữa anh em. Nhưng tiếp tục tấn công vào Fira nè. Đang nhấp nhã nè. Quài thắng. Chấp luôn cả thiêu đốt của Fira. Sát thương nhiều quá, hai món trang bị rồi. Ừ, tiếp tục được tình huống đứng chờ chờ Ken à. Bây giờ đang suy tính là ai đứa nào nó sẽ lên ăn ở đường trên. À. Và quyết định của Sally là chờ động nguyên ấn rất tinh. Bảy đồng nguyên ấn. Này chắc Linh phải xem lại một chút, tại vì Linh nhớ ngày xưa cách đây lâu lắm rồi. Cách đây khoảng chừng 1.5 năm, 2 năm gì anh em. Linh nhớ là có một cái bản cập nhật thì nó sẽ ghi cụ thể luôn là những cái đồng nguyên đầu tiên 1, 2 thì nó sẽ ở vị trí nào, 3, 4 thì nó sẽ ở vị trí nào. Linh nhớ là có. Rồi nếu như anh em nào mà bao quanh chạm. Ui, một tình huống tấn công double kill dành cho Sally của đường giữa. Chỉ dừng lại ở double kill thôi anh em ơi. Sau khi hết cái cuộc cứu sinh đó thì Fira chắc chết được Sally. Sảy thành trần cũng tương đối là đau nha. Nhưng mà kết thúc giao tranh rồi sao? Ui, Ken 1-3, lăn bụng tiếp cận. Nhập bộ vào Ragaz. Liệu rằng có chạy được không đây? Tạm thời vẫn đang chưa chạy được. Điểm hạ gục dành cho Lucian. Ok, để Linh sẽ test lại cái những cái đồng nguyên ấn của con Kindred ha. Linh nhớ là có. Còn nếu bạn nào quanh cham Kindred hoặc là biết được cái đó thì các bạn có thể chia sẻ ở phía bên dưới ha. Chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau chẳng hạn. Rồi ok. Con Sally 13-2. Một con Kindred 13-2 của Sally. Rất thường thấy. Khả năng gánh độ rất to. Ở nhà lần này thì build thẳng cái vô cực kiếm luôn. Wow, đốt cũng đau quá nha. Xích chút nữa dứt điểm. Ui, 1-2 thành công luôn kìa. Nice, đổi mạng, cách lead về được không đây? Đặt 7 câu kéo thêm khoảng thời gian nữa. Ragaz trúng 7 rồi. Nhưng mà Nami tiếp cận ép được tốc biến của cách lead. Phía bên đây thì Sunny 1-1 là người chiến thắng. Ken không có cửa, Ken fit nhiều quá rồi. Đồng nguyên ấn thứ 8, nâng cấp được thêm cái nội tại thêm một nấc nữa. Dành cho Sally. Ồ, Ken chết 7 lần rồi. Thậm chí là gà kèo tay đôi với lại Fira luôn em. Bệnh di cử. Ác thực sự. Đang giải thích kết hợp làm sao cho tối ưu giữa W với lại Q hả Q hả? Trời ơi đánh nè. Giữ cự ly rất là tốt và che điểm yếu nữa. Fira vô cái thế là Odin cũng không thắng mà về thì chắc chắn chết. Chơi không? Chơi luôn á chứ. Ôi, một hit, hai hit đầu tư luôn tốc biến né khỏi cái quăng địa chấn đó. Nice. Quay ngược trở lại dứt điểm vào Talia. Thành công đổi mạng với lại Talia. Ok chưa? 14-42 dành cho Sally với con tướng tủ Kindred. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi ha. Hẹn gặp lại em ở những số video tiếp theo. Bye bye.